bạn ơi, anh này, anh là Nguyễn gì? Nguyễn Tấn Tài. Nguyễn Tấn Tài. Tên ngoài là Bảy Búa. Tên ngoài là Bảy Búa. Tám Búa. Tên ngoài nữa là Tám Búa. Tám Búa chứ không phải Bảy Búa. Tám Búa chứ không phải Bảy Búa. Thứ Tám à? Thứ Tám là Tám Búa, là Búa. Búa Một Tạo không? Võ Lý Tiểu Long. Võ Lý Tiểu Long, bắt đầu, xuất chiêu. Tên tên tên. Tên 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 tên. Tên tên tên. Tên 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 đồ có không có không anh đồ có không đồ có dần trúng người ta cha gớm quá bập gãy tay nha. Rồi xong chưa, lấy gồng ó anh đó đó đánh đối thủ, đánh đối thủ bằng ca trù điện. Rồi đau quá, đánh bị đau quá xoa tay luôn. Rồi xong chưa, lấy dép hả? Lộn mèo có vỏ lộn mèo tiếp. Lộn mèo quá đồ mà. Lộn mèo sợ đau đầu phải lói dép lót cho nó ngon. Rồi lộn mèo lên, lộn hai ba lộn én. Rồi bể cái xương luôn. Gớm không đù ghê không, quá dữ luôn các bạn ơi. Rồi nằm luôn. Rồi có chân nằm luôn nha, đứt mạch máu não, banh xác luôn. Đồ ghê quá. Rồi xong chưa and đồ đồ cha đau không, vỏ màu vỏ đồ có không đó đồ vỏ đó đây vỏ đó các bạn thấy không, gớm không. Rồi đó rột rạc vỏ rùng á, vỏ rùng á, vỏ rùng, có vụ vỏ rùng nữa. Ồ quá dữ luôn, ta đây vỏ rùng á, rùng hai bàn tay thôi. Đồ, đó vỏ rùng điểm huyệt ở đây, điểm huyệt vô đây, rồi vô điểm nhớ mũi, điểm huyệt ở đây. Gần nông. Giải huyệt chín cái sau lưng, vỏ huyệt chín cái sau lưng, điểm huyệt ba phải giải huyệt chín cái. Vỏ huyệt đồng bà nữa. Đồ cao thực thủ đất cao, thực thủ cao gì nữa. Rồi xuống. Nó đi 4 người, mình đi 3 người. Rồi chạy luôn. Đâu lên. Quá dữ luôn. Mắt để đối diện đối thủ. Chụp được thủ. Giật thẳng vào người, đục một phát. Bước tới. Bán vỏ. Bán vỏ. Đẩy nó ra. Quất luôn. Banh xác luôn. Đồ đúng không? Đó, en bập rẹt en đồ ghê quá gió tổng hợp luôn. Đồ ghê không? Rồi đó đồ đúng không, quá dữ luôn các bạn ơi. Rồi nhức đầu luôn phải không, cái vỏ nhức đầu hả, có vỏ nhức đầu hả? Không, từ từ tám thằng quánh mình bây giờ mình không nghe nghe. Ở đây chiếc xe đạp. Nhiều clip á. Hôm nay nó đái không? Nó đái vô không hả? Nó quánh tét đầu. Nó quánh tét đầu chưa? Nó đánh tét đây luôn hả? Ba tuần lễ mới lành. Ba tuần lễ mới hoành. Hai thẻo đánh vỏ mà nhiều mà sao bị tét đâu hoài vậy? Sư phụ nhận là chính đó. Nó quánh 4 lần ra máu hết trơn lận. Nó đánh 4 thằng ra máu hết trơn luôn. Còn cái xác không? Rồi, lộn mèo tiếp tục. Trời ơi, đồ mày lộn mèo, nằm luôn. Đồ, quẹo, công, quẹo. Đồ, có không? Ghê quá. Rồi. Đó, bẻ giò luôn hả? Rồi, xong rồi, vỏ gì vậy? Vỏ gì mà nằm đóng rồi nó đánh chèm bẹp sao? Rồi, xong luôn. Ôi, gần xong chưa? Rồi. Vỏ gì mà cứ cái đầu cắm dưới đất vậy? Vỏ trồng chuối rồi nó cho mình trồng chuối luôn. Múa lửa đủ rồi, có vỏ kèm theo múa lửa nữa đó. Múa lửa en rung vỏ quá dữ luôn các bạn ơi. Xong chưa? Rồi mô Phật. Chào sư phụ con sẽ xuống núi mà thôi, ôu đầu lỗ trắng một phen rồi. Rồi thôi đủ rồi, đủ chưa? Rồi.
Đồ ghê quá. Đại ca này trên núi máu xuống các bạn ơi. Thứ dữ. Rồi xong. Xong chưa? Đồ ạ. Xong chưa? Chưa hả? Đồ hết hết đất một tay mà không hết đất hết trụ điện luôn. 50 cái. Hết giải con nít 2 tuổi cũng hết được vậy. Rồi. Hết giải thôi hả? Rồi thôi được rồi, đi tắm đi ha. Thôi tắm vô ôm rồi. Đứng một chân. Hả, đứng một chân hả? Đứng một chân giải thôi hả? Dạ hả, một chân giải hả? Đồ có không? Đứng mà muốn đó, đồ có không? Rồi. Rồi. Thôi. Thôi rồi được chưa? Thôi nghỉ giải lao ha, nghỉ nha. Rồi, rồi nghỉ giải lao các bạn ơi. Quá hay luôn, quá hay. Võ tổng hợp á, ồ quá hay luôn. Rồi, bye bye các bạn nha. Ông dạy dạy cho mấy em nha. Ông đòi dạy mấy đứa em đây, ông đòi dạy học sinh. Ông không lấy tiền mà ông... Ông không lấy tiền mà ông lấy bạc 200 một tháng thôi. Rồi ha các bạn ơi. Thấy sư phụ trên núi nói xuống nha. Thôi bye bye nha, bye bye.